Văn Hậu, Hải My cười, khóc trong tiệc cưới ở Hà Nội. Chú rể Đoàn Văn Hậu liên tục nở nụ cười rạng rỡ, còn cô dâu Doãn Hải My không kìm được nước mắt vì xúc động, hạnh phúc trong tiệc cưới tại Hà Nội tối ngày 26 tháng 11. Tiệc cưới của Văn Hậu và Doãn Hải My được tổ chức ở một khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Cô dâu Hải My trong bộ váy trắng khoác tay bố, rạng rỡ bước vào lễ đường. Chú rể Đoàn Văn Hậu diện vest trắng kết hợp nơ và quần màu đen. Hậu vệ người Thái Bình tươi cười vẫy chào khách mời khi bước lên sân khấu. Ông Doãn Thanh Sơn, bố Hải My, trao con gái cho con rể. Sau khoảnh khắc này, đôi mắt Hải My bắt đầu rơm rớm vì xúc động. Văn Hậu vén khăn che mặt cho cô dâu sau khi tiếp nhận từ bố vợ. Cặp trai tài gái sắc trao nhau nhẫn cưới, được đựng trong một chiếc hộp hình trái bóng. Văn Hậu và Hải My trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc mừng của bạn bè, người thân. Hai người được đánh giá là một trong những cặp đẹp đôi nhất làng bóng đá Việt hiện nay. Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong khi đó, Văn Hậu sinh năm 1999, là hậu vệ cánh trái số 1 Việt Nam từ nhiều năm qua. Cô dâu chú rể cùng giơ tay khoe nhẫn cưới. Trước đó, đám cưới của hai người tại Thái Bình hôm 11 tháng 11 không có màn trao nhẫn. Nhiều người bạn của Văn Hậu vì bận thi đấu và công việc riêng nên không thể dự tiệc cưới. Dù vậy, hậu vệ CAHN và bà xã vẫn rất vui và xúc động khi nghe những lời chúc mừng qua những đoạn video được trình chiếu trên màn hình. Văn Hậu ân cần lau nước mắt cho vợ. Văn Hậu và Hải My hẹn hò từ năm 2020 nhưng tới tháng 8 năm 2022 mới công khai tình cảm. Hậu vệ người Thái Bình cầu hôn bạn gái hồi tháng 9 tại một khu nghỉ dưỡng có khung cảnh lãng mạn. Cặp trai tài gái sắc đăng ký kết hôn hôm 20 tháng 10 và tổ chức đám cưới ở Thái Bình hôm 11 tháng 11. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.